Chủ đề chính của Diễn đàn Kinh tế Phương Đông 2021 là cơ hội cho Viễn Đông trong thế giới đang chuyển đổi. Chương trình nghị sự của diễn đàn được chia thành 4 chủ điểm chính: nền kinh tế mới, những gì thay đổi và không thay đổi; Viễn Đông, những thách thức và cơ hội mới; trách nhiệm chung trong thế giới đang thay đổi; và thanh niên Diễn đàn Kinh tế Phương Đông IIF. Ngoài ra, trong khuôn khổ diễn đàn, năm nay còn gồm các cuộc đối thoại kinh doanh giữa Nga và ASEAN, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, châu Âu. Các cuộc thảo luận khác bao gồm quan hệ đối tác Á-Âu mở rộng như một cơ chế hội nhập hiệu quả, hội nghị quốc tế APEC về giáo dục đại học. Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tham dự và phát biểu tại phiên toàn thể của Diễn đàn Kinh tế Phương Đông 2021 vào ngày 3 tháng 9, cùng với sự tham dự trực tiếp của Tổng thống và nguyên thủ các quốc gia. Tổng thống Putin cũng thảo luận trực tiếp tại các phiên quan trọng của diễn đàn, trong đó có hội nghị trực tuyến về các vấn đề phát triển kinh tế xã hội vùng Viễn Đông.